Quay đi anh ơi. À, không biết có nổ sớm không? Sao anh ơi? Cứ nhắm mắt xoay 300 vé chứ đã biết. Ui, đồng đi anh ơi. Ai đang quay đây? Anh gần, anh gần, anh Okay. Tiền có quay luôn không? Quay luôn rồi chuẩn bị màn hình sẵn Có rồi bên chứ, em. có chứ. Em chuẩn bị Anh gần quay nhanh lắm á, anh quay chớp nhoáng lắm. rồi. Má tháng trước rồi mà không mua con tát là chính xác. Mẹ tát này nó bán đủ mẹ mười lăm nó mười bán mà mười mấy đó. Bây giờ đó, xấu sao rẻ hơn nữa. bảy sao luôn anh ơi, 7 sao thì phải chờ combat chứ đâu có đủ đâu, tại vì tiền bây giờ nó không mảnh rồi. 7 sao phí quá, 7 sao được gì. thằng này Cục mình bỏ 2 viên đá trước nè. đủ 2 viên đá chứ cho khỏe anh ơi, đủ thiếu hồn đéo đâu. Má đợt trước em quay xong 300 đủ, em thiếu viên đá anh ơi. Má em quay Nó tới 340 mới nổi viên đá cuối cùng. Đủ đợt em ốp 2 ngày là em cũng bị sang chấn tâm lý đó. Đủ đéo dám nói chung kể anh ra ơi. đá nhiều được lâu. Đủ đợt trước trải qua mình sĩ diện mình đéo dám kể rồi. Má ngồi quay nổ 2 hồn đầu đợi mình, em quay xong rồi quách trên 2 em còn dư 2 hồn. Đúng kiểu là trời giấu trời mang đi luôn á. Trăm bảy vậy nè, đục nó đủ, đúng tay 60 luôn ta. Cái gì ta đủ Ui, 109 nổ hột. giờ thêm 2 viên đá nữa là sớm phải đủ mất 300. Sợ nổ hồn sớm rồi. Trời đủ đi lẹ thiệt luôn kìa. Chết rồi. Sao thấy còn có 100 vé vậy? Ngon quá rồi Một người. đà nữa là ngon anh ơi. Một hồn nữa là ngon luôn. 300 nè, 280 nè. Rồi má khi là phải 300 trời. 308 trời. Hay quá rồi, thấy đang mở bán không vậy? Cá xui rồi, Ngon mấy rồi, trước ngon rồi. mấy trước quay hết. Hệ thống Nghĩ thức quay tính luôn không? heo. Hả? Hả? Em có quay luôn không? Chưa, em chưa Đây quay. rồi. Đủ rồi kìa Đủ anh. chắc. Bao nhiêu vậy? Full dốc 300 luôn. 310. Giữ một hồn. 310 dương không. Rồi, tiếp theo là bé Tage lên dĩa em ơi. Trời ơi, tụi nó mở nhạc cải lương, tụi tưởng nghe tí 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 tí, tụi nó tắt nhạc ăn game em ơi, tắt nhạc game, tắt lâu, nhạc lâu, game. lâu không nghe nhạc game Ừ, anh không, 3 năm nay anh tắt ăn game em ơi, anh không nghe nhạc ăn game luôn á. Từ lúc anh chơi Im game anh yên, đã tắt rồi. im yên lặng Từ giờ anh ơi. Tắt cái tiếng game luôn ấy, tắt cái tiếng game luôn được không? Em tắt cái tiếng nhạc thôi, em tắt cái tiếng nhạc á, em ấn vô cài đặt, em ấn vô nhân vật thiết lập anh tự tắt nó được rồi. Tắt thôi, tắt em cái quay nhạc thôi là... thôi em quay, anh tắt tiếng quay cũng được, quay em thoải mái đi, thoải mái đi. À, quay đi nào, ở kênh 2 ạ. xưa mới quá trình một thôi, hai luôn à, Em thấy hai 470 vé này. ghê vậy. Đấy, thiệt luôn à, em quay hai luôn à. Sao vừa mới một thôi anh. Rồi, anh tưởng đâu mày quay hai. Dạo này mấy thằng siêu mới nó giàu lắm.
Im tới nhà rồi sao mình Ông em đặt điểm. giờ có hai xe có hai xe bị lỗi bảo hiểm ấy ạ, trăm tư nổ đá này bảo hiểm rồi. cũng không thấy trốn chạy là Drake. Quay sợ nhất lệch, thuộc mà lệch mà lệch 80 80 sợ nhất cái đó luôn, nếu sợ gì hết. Tới dư bị anh Không sao, ơi trải mình qua vài lần là quen, không phải sợ. à, có sau rồi được, sau là trăm anh tám không thấy như được, giờ sau là 180. tới như giờ Tú còn sợ gì nữa đâu anh thấy không. Ủa đêm qua game bắn Valorant trận cuối ai win? Bác Người bảo già vệ, nhỉ. bác bảo vệ quên anh ơi. Ờ đồ Ui, má bảo bảo vệ. vệ. Má chơi game đúng không, bảo vệ chung cư luôn đồ. Ngủ quên em ơi, ngủ quên, ngủ Trăm độ quên. má mới nói lên luôn đồ. 180 rồi nhỉ. Ai ngủ quên, xứng đáng bị lệch. Em đúng không? Rồi, vào này. Thằng Ok, kia thấy chưa? Em vào đây. thường thiên xứng đáng 300 tư. Quay ở Wiki. Tiền 60. u là quá trời Có lòng đất luôn. một u lòng đất Như đầu lắp đây là thiên bị là chỉ có Sonic nó bán là Sonic SR cộng nhỉ, à RR không phải UR. Ủa? 100 vậy. 100. Sao đâm cái. Lâu lâu đâm cái. Ủa? Ủa sao con cái gói biết bay Sonic, cái mặt con Sonic LR kìa anh Sao anh biết đủ, anh nạp luôn biết. Ê. Chết mẹ rồi. Mua thử Anh đi. em nào vào test thử đi. Nào bỏ 100.000 tiếp thử đi. Đúng. Năm chục, năm chục à? Năm chục, năm chục. Nàng 50 tiếp thử đi. Kêu tao làm gì đậu. Hay dị quá bạn, hay dị quá. Thì anh là nhân viên gì môi trường gì Tao là nhân viên phát giúp triển thị trường đúng không? Tao cũng làm công ăn lương, đéo phải tiền tao múa đổ biển. Mẹ. anh là phát bao triển giờ anh mới tới anh anh hết IC của rồi em vậy? ở sao không nó ghi là bản binh chủng vô xong mà cứ tua đi. Hả? Tao nghe nói hồi tối mày quơ với thằng Hà đúng không? Hả? Hai thằng bay bắn Valorant kiểu gì mà chửi nhau? Rồi anh Hàn. Anh Hàn thấy giờ đụng đéo của em mấy thằng này nó lọt hết. Không, không có em mà đụng mới chửi nhau thôi, có mày chém nhau luôn. Cái gì Không, cái gì cái năm gì cái gì cái gì cái thôi. gì cái gì cái Năm gì cái nhau gì thôi. tụi em chỉ Thằng năm nhau thôi. Quơ, thằng 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 nào thằng nào thằng nào nói gì quơ, nói gì nói gì mà chứ nói gì có vậy, nguồn tin nội bộ thằng nào gây quơ mà chứ cho nói ba gì vậy, trình diễn. thằng Hà với thằng Nghĩa chứ mọi liên quan cái gì Nào, thằng nào gây quơ nhiêu rồi, hồn rồi kìa. 201 này. Hai đám, hai đám một Thằng mới chết thì cái quơ nha. gây quơ thì lên quay Đó đi. đồng tin nội bộ. Gây quơ thì Tin lên nội quay bộ luôn chấm đi. hỏi.
Anh nào tin đồn ký đồn đó giờ. Vậy bây giờ tới mất chiếc quay nha. Thôi đâu. Đó, thấy mặt con kia ngon, ký đầu con kia này. Hoàng nào. À. Mày không quay, mày chui vô đây làm gì hả? Có quay đâu. Thì mày không quay không rồi. Mày chui vô đây làm gì nhỏ, không quay còn chui vô đây. Đã không mua Kuronami rồi còn không quay Sonic. Đã không có tá thì còn không quay Sonic. Hôm bữa mày không thấy cuộc không mua Kuronami. Mày làm cái gì mà độ mới bắn một đêm xong chặn bắn mà nó miệt thị mày dữ vậy hà. Giờ mày đừng tắt mic nữa, tắt mic tắt lo luôn. Em trong cửa hàng nó bán Kuronami nó bán 400 ngàn rồi. Ờ. Giờ mày thấy cái cây bao nhiêu nhận? Nó 300 nhé rồi kìa. Cái này một đá. Cháy nó thiếu một đá. Khoe mà thôi, khoe con sao ăn nguy hiểm nó mệt lắm. Giờ, làm xin giờ mày thấy cây trừ một tá UR không? Giờ tao nghĩ mày nên đổi đó thành cây của mày là cây đáy xã hội là được rồi. Thiếu đá. Kênh chuyên hiền. 300 nó vừa đủ. Đây, gửi cho Magic Sam nha. Rồi, ai cái tiếp theo? Gửi mình nữa. Ừ, ai quay tiếp theo lên màn hình? Em. Cái gì hả? Nhanh. Em thì lên màn hình đi, đứa nào quay cứ lên màn hình sẵn đi. 140. Thấy con gì nó biến trong hoàng của Yomi Man không? À, dân hoàng này đặt ai? Đặt tao, đặt ai nội đủ. Tao thấy có mực. Đặt tao có mực mà. Tao thấy có mực. À, mày server bao nhiêu mà mày có mực? Ủa, nó server 200 mấy, mấy, mấy có mực mà. Mày là mấy mực quen tụi nó chơi chung cục Vân Tú. Nhưng mà nó quay. Nhưng mà nó quay ở Watchkin 1 á chứ tôi cấp cho nó cái gòn được. À, thế từ từ để em sáng mai về tạo cái drone gâu gâu. Ủa mà đêm qua thằng nào bắn thui trong yeah. Drone. Nè, anh nói đêm qua thằng nào bắn thui vô drone bú cu đi chứ. Đâu có đâu. Có hả? Cấp tầm mạnh. Tụi em đâu. Tụi em bắn cấp tầm gói siêu tuyệt kỹ mà nha. Tụi em bắn có cấp tầm siêu tuyệt kỹ mà làm gì có nó bú cu vậy đấy. Anh đâu biết đâu. Ủa tự nhiên trong đây có solo là bú cu mà. Ủa nguyên quan. Ủa mà chết nữa. Mà chết nữa. Ừ rồi đó. Solo là bú cu là 10 thằng bắn cấp tầm rồi nào cũng bú cu luôn á. Tụi mày tự gỡ rồi tụi mày ít lên đồ đã có cái ron bú cu rồi bữa đó. Không vậy là quê rồi. Vậy là quê rồi. Quê dân anh. Rồi thấy rồi quay đi. Tự nhiên mấy anh em vô solo với nhau bữa ta nói rồi mà bắn thắng thua gì bên nào thua cái bú cu ít một vô xong gỡ đủ thắng làm vui thua bú cu bữa ta nói rồi mà ở chấm thật nếu như vậy hôm trước mà mình mà đánh flash thì đồ má mình bao nhiêu anh ai đâu biết mẹ bữa thấy ăn cơ ít 220 luôn nó ít tới lúc mà đi nghĩa vụ luôn mẹ thấy à không cái hôm mà đánh flash tới 8 giờ sáng á vậy anh gắn đâu là cấp tầm còn quýnh flash thì nó làm đéo gì vậy anh gắn dòng thi giùm em đi liên hai tuần thu á cái thi tuần trước bên tem bên su nó thua tuần này nó cũng thua nữa buổi trước buổi sau suốt ngày thua thôi tiên là bước cuối biết hai rồi IC đâu không thấy IC IC chừng nào mới quay IC ơi. Ủa mà sao được này? Ủa anh em nãy bao nhiêu giá vậy? Nãy anh của em bao nhiêu giá vậy? 310. Dư 1 hộp. 310. Dư 1 hộp. Cũng có lại 2.5. Ủa ơi. Ai rồi cũng phải dư 1 hộp. Dư hộp à? Không dư đá à? Tiếc rồi. Dư thì đéo nào được đá. 310 dư 1 hộp á. Anh là phải 340. Tôi chết bà, bóng lộn. Hồn một đá rơi á, thì là bóng đá còn nhanh. Bóng chanh bé có đủ không? Như biết à.
kéo lên đâu dưới vậy trên kìa. Mày cố tình câu giờ anh ham hay sao, lúc nào cũng là nó. Quay xong ban nữa đi. Hôm nay đến Đắk nữa. Sonic thì cho độ bộ mình ra bằng nhờ. Câu giờ thì câu giờ, đừng có như cái thằng bữa trước mà nó thấy mực video 30 phút, thấy 10 phút là được. Nói với ai vậy? Nói với ai? Nói với nó luôn à. Nó đó, đủ còn hỏi nữa. Video 1 tiếng rồi mình nó hết 3 phút. Nó chứ ai mà còn hỏi nữa. Gì để chờ. Tao thấy mạng nó mỗi lần quay con Saitama hit đất một lần. Nó uống hay chịu một rồi kìa. Tao quay video này có mực không nhỉ? Mực với một đấy. Không thiếu mực với một á. Đúng rồi, thiếu mẹ mực với một tay máy luôn. Chà, anh Duyên 5 giờ sáng qua đây, hello anh em à, căng tiếp được. Lúc nào trả dậy? Có em mấy bữa em không quay chứ ảnh lúc nào trả dậy? À, anh chưa ngủ. Hello anh em, hôm nay anh sẽ tặng cho anh em mỗi người cực Duyên 50. Ông mày thiếu đá à? Duyên chờ mọi người hút hết may mắn thì Duyên vô. Vô thấy hai nghìn bé đen à. Ôi, xong quá. Giá như mình có vé để quay. Anh Su đang quay. Vô quay 340 rồi, im luôn. Trời quá, 2.5 luôn. Đẹp rồi, 2.5 là đẹp. Ai rồi cũng phải 2.5. Xong rồi anh Nam. Rồi, ai tiếp theo? Đức đúng không? Đi lắp nha. Ok. Đức treo sẵn rồi. Thế bây giờ chờ mấy hàng 340 mà lâu quá. Em nhìn chưa? Nhìn gì chưa? Rồi, quay đi em. 464 bé. Trừ 340 nha. Đã luôn nè. Nó không 340 rồi. Trừ 308. 10. Đã luôn nè. Quay không lên móc nổi 308, 306 rồi hết xíu quách. Ít 80 tầm 306. Khó lắm. 40 rồi á. Đếm đếm làm gì cho nên mấy thằng nó đếm vô, cứ quay tiệt ra đi, đủ hồn đủ đá ngưng ụ mà quay quá trình 1 hay quá trình 2. 2. Ủa quay trừ 2 mà ngồi đếm trời ơi. Hồi xưa double hồn quay ở quá trình 2 thì cứ tiệt ra đi, quay đừng ngưng. Chết rồi mất chết rồi, người nó hên mất rồi mất chết rồi. Má quay con điên bóng luôn, mày điên bóng 2 chưa vậy? Chưa. Ôi má gì, chuẩn bị là 13 quay điên bóng tiếp rồi đó. Từ tháng đấy con đóng mà đọc đâu, tìm mới không này? Điềm rồi đó, điềm 108 á. Điềm vừa mới. Điềm đó là điềm 108 đó. Thì đâu ta. AC không lên màn hình quay xe nít kích AC luôn. Vì như là một hồn nữa là đủ nhỉ. Không
không nó phải ra đá. Nhưng gì đá không nhỉ? Đá. Mất tất cả hay cơ mất chết. Ở trên kìa. Mất chết rồi. À, nằm tao đây. Ác mất tất tài kìa. Cái gì cơ? Mất tất tài. Tất tài. Tao. Nè. Ác ông này nè. Ông này mới mua của nó hay sao? Tất cả hả? Ừ. Trời đất ồn quá, ta đi làm ồn. Tao bảo là xin nghỉ. Vậy là sáng mới chích về mà. Tao đã. Rồi tám cái nữa là đẹp. Dù sao quá. Đây là mấy hộ. Đùa đấy. Này nó không chấm. Không chấm. Này giống vua cài trái cũng vậy. Đói người, đói người. Trời ơi. Đường người đi xong. Thằng tên mà tê rồi. Ui, à, cấp 125, mẹ kìa cấp 100 thế này xưa cũ rồi. Thì nếu mà người vô cài trái. Em nhìn thôi gì. Rồi, quay đi. Ôi, 291 vé ở Question 2 luôn à. Ông vui một thôi. Cho 50 vé anh ạ. Cái thằng quần què nào mà gửi cái link OnlyFans mày vô tụi mày ban giùm tao thằng đó ra gọi. Hello. Đụ mới gửi cái đéo gì ở trong cái kênh chat kìa. Cộng tên 18 Oliger kìa tụi mày ban chích mẹ luôn coi. Nghe đẹp danh lắm anh ơi. Nào ấy đứa nào đang rảnh tay hạ là đứa nào rảnh ban chích mẹ nó. Rồi cút rồi cút rồi. Đi rồi anh đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi. Cút rồi. Có thằng nào ngu lắm mấy, nhắn vô á, mẹ thiệt. Mấy thằng bấm vô bị hát cỡ. Anh chửi nó sáng mai anh bài kênh YouTube bây giờ. Tụi mày trên YouTube tao sắp bay rồi, tao lại ngại nó quá. Để có bớt thằng hai không? Ngày mai thấy cái app của anh gửi cái đó. Mày kênh YouTube tao sắp bay tới nơi rồi, tao lại ngại nó quá. Đừng. Đừng có hách thức nó. Hách thức mấy nữa. Bớt 320 chế là dư cái. Mấy gì đâu mà ở TY Windows vậy, đang ngồi công ty à? Mấy công ty à? Mấy công ty cày game hay sao vậy? Nhiều hơn mấy nhà cũng vậy đó anh ơi. Đâu mấy nhà, cái cây Windows, anh Trung mấy nhớ nó phát cây Windows đầy. Bây giờ mua laptop hay mua máy tặng luôn cái hệ điều hành Windows nó ăn vô trong máy luôn, khỏe mà. Cứ lần làm máy xong rồi. Có cái chỗ không có luôn anh ơi. Đâu mua laptop mặc định là có mà. Ờ, laptop có cái chỗ. Vãi. Ra chợ, ra chợ. Nổ, nổ. Ờ, nổ kìa. Nổ sớm luôn rồi kìa. Đồ sớm mua đá. Thiếu viên hay sao á? Thiếu viên hay sao? Thiếu một viên nó quay múc 180. Chết rồi. Đẹp rồi. Mỗi người giữ một hồn. Ai cũng có phần.
Ờ đem màn hình luôn, ờ tivi Windows luôn. Chết rồi. Rồi xong đi rồi. Là tiếp Windows. Điểm bò, điểm bò. Nổ đá rồi đấy, nổ đá rồi đấy. Em dư lại á. Có đá rồi đấy. Vào lại đây có đá đấy. Đủ đá đấy. Dàn đi. Rồi, tiếp theo là bé Hoàng Anh Gia Lai. Còn bé luôn chọn cái chủ trang này ngon chứ. Này chọn bốn cái siêu siêu tóc cái chuyển về ngon rồi. Trước luôn ngon, bây giờ cứ quay quay cái đá trước là ngon. Tiền nào cứ đổ đá sớm rồi nói lời. Sợ là đủ đá xong rồi sợ là đủ đá tới cái mốc mà còn cái viên hồn cuối đó, nổ cái hồn cuối ăn cái hồn dư nổ đá sớm là đủ đá nhưng lại là cái mốc cuối cùng để mình lấy cái hồn thứ hai rồi lại nếu có thường bị gì ờ cuối cùng ai chết chưa cái mảnh tới xong khi bán cho nên mảnh tới xong khi V2 tới xong khi UR vậy con xin đất đất V2 nha anh Thanh em mới mua rồi còn con tát xu tát xu nó để hình V2 mà UR mà nghe con xin đất là đẹp con xin đất là SUR là sao xin đất là UR hả hay là SR dạ 10 mảnh UR vậy chắc để hình lộn á mẹ mấy thằng đó cũng cũng kiếm chuyện để chơi cuộc đời này nó vui lắm ô ra sớm thế em quay thực tế đủ rồi ta giờ mới đủ rồi đứa nào nữa Hoàng Anh là đứa nào nữa Sen đúng không em đúng không ủa vui đâu phải cái trò mà chạy nhạc rồi Sen quất đi em rồi mở vé luôn cũng ghê mấy vé ba vé sao nghĩa đó tao nói mà không phải là cái trò mà chạy chạy nhạc chứ trước rồi này nhẹn thôi chắc nó bỏ rồi mẹ cái trò đó khốn nạn 450 vé có cần hai tưởng trưa này chắc live 11 giờ quá. Còn ai không anh em nào quay thì anh em chuẩn bị live màn hình lên trước đi mấy anh em. Đó. Còn ai nữa không? Vui kìa, ngại gì vui. Mình
đánh răng vậy hay là làm gì mà rột 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 gãy? À, đánh răng hôm ho đi tao quay chứ. Quay hai luôn à? Ngồi chiến á. Mà trong form đăng ký anh cũng hai nhiều lắm. Ôi mày hồn luôn. Chết luôn rồi, chết luôn, chết luôn, chết luôn. Wow. Đợt này lễ đông ghê nha, rơm được bao nhiêu người vậy? Có số lượng người ở đâu ta? 20 người, 20 người đang xem. Xem tới chiến à, anh em nào quay nữa không, anh em nào quay like chuẩn bị mình hình sẵn hết đi mấy anh em. Du quay chưa? Chưa. Du nó không quay đâu, anh xấu. Nó quay ở Watch 3 luôn chứ nó đâu quay. Nghĩa nó ngồi chù hoài xem dám quay. Anh nghĩ anh sợ quá. Còn chụp hai vé nó quay nốt đi. Một hai vé đủ mốc bảo hiểm rồi. Quay đi, đừng có giá vờ. Giữ cái đầu lạnh thôi. Lạnh gì 57, 58 rồi mà không quay nữa, mẹ chịu. Cơm cũng đến miệng rồi. Cơm tới miệng ăn còn rớt được mày. À, xong chưa? Thức tỉnh xong chưa? Đổ người. Xong chưa? Có quay hai không? Hay là tốc độ tốc. Rồi, chiến. Rồi xong xuống. Rồi, tốc độ chiến. Lên em ơi, sáng trời mặt trời lên rồi. Ngoài mẹ mấy đứa này siêu mới rồi, thấy đứa nào cũng 400 hết ta. Mẹ sao tốt này nó nhau không kịp đi sáng lên xù. Mày sao vui quay chưa? Mày sáng tao vui quay chưa? Vui. Chưa vui đâu, vui đâu. Chưa có thằng nào dưới 300 vé luôn, cục ghê vậy mày. Em có quay đâu anh Tường ơi. Em mày... quay đi. Hay là này làm gì có rủ vé. Mẹ nổ đấy. Người giàu ẩn danh. Hay là em ẩn dụ. Tí quay một mình. Ồ trời ơi, em có rủ vé đâu mà quay. Ý ra hồn sớm kìa. Nghĩa ơi, đây rồi. Đây chính là người được chọn. Đủ mà nổ thêm cái hồn nữa thì mẹ em là người mẹ may mắn nhất hôm nay luôn. Bộ hồn nữa tôi nghỉ luôn. Chấp cho nó cái gòn luôn. Vua nguyện hồn. Nhưng hôm nay có ai quen nịch rét nhiều không? Có ai nịch rét không? Không, nãy giờ bình thường, chưa ai lợt. Em chả thấy anh nịch ấy. Cùng lắm 310 320, ý là 220 hay 240 là quá cần hai cơ. Hay nó chỉnh tỷ lệ rồi mà chả thấy ai nịch thế nào, toàn 7670 hết, 5670 chả ai 10 vé đầu nổ rất à. Mười vé đầu mà địch rét phát là lại bú đấy.
quay 2, quay 1 mà tính nhiều quay 1 à? Chuẩn bị tháng sau nữa. Oh yeah, 113. Đừng nói nãy giờ mày ngồi im, mày mở bóc random nha. Rồi, có quay 2 không? Có quay không? 2, 2 chỉ quay 1 thôi. Ủa, vẫn thiếu viên đá kìa. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Quay 2 đi. Rồi, quay nữa. Ai thí sinh tiếp theo? Ai, ai lẻ lẻ đi mọi người. Này nói chung theo bài em anh ơi, nó quay hai là ai 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 nữa like màn hình lên đi vui ơi anh quay... rồi chú nhanh anh xu về tới à, đồ anh xu rồi đồ luôn thằng vui đây anh xu quay xong mà dư 19 vé là đẹp tốc anh xu quay ơi tốc độ đi mấy đứa ơi anh xu quay hết vé này là đẹp. Má tao nói được từ à. Ngày tao nói từ ngày đủ má anh nhận việc bên Singapore một cái má tiền đô của anh đủ mới hơi bị nhiều. Má đô kìa, 3.000 đô kìa. Ờ mà. Đô sinh đó anh, đô sinh. Đúng là đúng là người đủ mới nhận job nước ngoài có khác. Mấy đứa trong này có tương lai rồi đi cứ đi học IT, IT bao giàu. Một vuông 10 thang IT. Thì cảnh theo chứ mà giàu, cần IT ai tụng. Đô à. Còn đạch đâu giá. Quay bình thường rồi 300 vé 320 vé. Cháu qua bay 340 ấy. Quay hết. Mà giàu ấy. Đô nhiều cái kia ấy. Quay ra đô cũng được. Cắm vào đô 3k đô nhiều khi là New Blue quay ở Cần Ma. Đúng rồi, quay cứ cần 3 luôn. Dễ lắm, hay dễ lắm. Nhà này nó chuông máu lắm. Ây da. Khá lên đạch cái gì chứ. Hai đá luôn. Đủ hai đá là ấm rồi. Hai đá là ấm rồi. Với hai đá là êm. Mấy đứa phải qua chị Ri nè. Cứ hít đắt không biết. Má anh Su mạnh rồi. Má anh Su bên sinh à? Cái đồ đáng ghét quay chưa? Đang quay rồi mất chết rồi. Một cái đồ đáng ghét khác. À. Cái này là cái đồ đáng ghét già hả? Đúng rồi, cái đồ đáng ghét già. Láo người ta đồ. Ai nữa không? Chuẩn bị màn hình luôn đi mọi người. Ai quay chuẩn bị màn hình đi. Trăm chín à, trăm chín nổ ba phát à. Nghệ gì nữa vui. Trăm hôn quen hai à anh. Đấy, chết phát chứ. Sợ quay lố, 200 này, 200 đồng quay, 100 vé nữa. Cứ quay full thôi. Trăm chậm, 120. 200, còn là quay nào còn 50 vé đủ. Ủa hai đá một hồn này. Không, bây giờ phải ra cái hồn nữa nè, anh xui mới vui. Đục cho cái hồn là anh đau khổ luôn á em. Hồn chỉ cần một hồn thôi, không cần nhiều.
hồn 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 ra đá 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 hồn. Dù cho tương lai cũng không thể trốn chạy, có chạy đâu. Đá 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 nhiêu rồi? 34 rồi, 34 rồi nè. Đá đá đá. Ôi, 10 điểm rồi. Ôi ôi, mấy đứa ơi, hay quá mấy đứa ơi. Cảm ơn mấy đứa. 10 điểm. Ít luôn, trời ơi. Phải đá. Tóm đá, tóm đá. Rồi, súng kèo. Ai đâu. Rồi, ôi. Ba, khỏe hài thích thế nhờ. Để đi chưa? Quay đi. Quay bò nữa. Còn ai nữa không này? Nhanh rồi mọi người, anh còn nghỉ nữa. Quay YouTuber sáng nay có quay không? Anh cuối banner mới đủ. Mới có 200 người. Trời má ơi. Tưởng nhân viên thế nào? Không, nhân viên được cấp tướng em. Chứ không, nhân viên không có quay. Quá. À. Còn ai nữa không? Em vui đâu rồi. Tưởng anh này kêu biết đơn là có cái Awakening 3 chứ thì kỹ năm sao? Trời ơi, bình thường em ơi. Combat mới lấy được. Combat thì mới coi người ta mới gửi đơn xuống được. Gửi đường hơi chậm, đường này đường hiển thị. Hóa ra cũng tàn như mình thôi. Ờ không nào, quay nữa không? Quay tụi ớp à? Em quay nữa không? Đồ đáng ghét. Quay rồi, ai đâu quay. Quay đi đồ đáng ghét. Em quay nữa không? Nghĩa quay chưa? Chưa. Em quay chưa em? Không có quay. Quay đi. Zombieman đi nhanh hơn rồi. Á à, ơi. Mấy thằng này chấp niệm với con Zombieman 400 vé quá. Quay vui này nó không quay, nó xứng đáng 340 chiếc. Có ai nữa không? Ai nữa nó ốp nè. Có quay đâu, 300 mấy cho dậy. Sao chốt quay nè. Đi, quay đi, quay đi, chốt đi, chốt đi. Chốt lên này. Ok, thôi hôm nay thì đầu tháng thì 1 năm, mấy anh em quay thì đa số là tôi thấy bình thường hết. Có anh Su chốt hàng quả bùng nổ thêm được lời được viên đá. Rồi, ok. Thôi ốp đây mọi người nha, hẹn mọi người 11 giờ trưa nay. Lúc đầu là tính 10 giờ nhưng mà thì 1 giờ đi, anh ngủ một tí. Rồi ok, chào mọi người ha. Chúc mọi người may mắn. Phải ngủ không?